Thưa quý vị, chiều nay ngày 11 tháng 6, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị trực tuyến với 9 tỉnh thành, bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang và Tây Ninh về tình hình dịch bệnh COVID-19 và công tác phòng chống dịch tại các khu công nghiệp. Tại điểm cầu Long An, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các tỉnh thành đã thông tin tình hình dịch bệnh tại địa phương mình, tập trung vào công tác truy vết, xử lý điểm dịch, năng lực xét nghiệm và đặc biệt là các giải pháp phòng dịch trong khu cụm công nghiệp. Đối với Long An, mặc dù xảy ra 11 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, khi xảy ra các ca bệnh, tỉnh đã phản ứng nhanh. Truy vết thần tốc, khoanh vùng gọn, ngăn chặn kịp thời không để dịch lây lan. Là địa bàn giáp ranh với địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thì nguy cơ lây nhiễm bệnh rất là cao. Tuy nhiên ở Long An có thể khẳng định trong thời gian vừa qua thì giữa Long An và Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với nhau rất là tốt. Tất cả những trường hợp phát sinh F1, F2 thì Thành phố Hồ Chí Minh đều thông tin và Long An tiến hành là tổ chức là truy vết rất là nhanh. Như vậy có thể là cái sự phối hợp giữa thành phố và Long An cũng khá tốt, cho nên chúng tôi truy vết rất nhanh và chúng đã phong tỏa hẹp. Tổng số 6 điểm phong tỏa chúng tôi chỉ có phong tỏa 576 người thôi, cũng đã lấy mẫu xét nghiệm và đã âm tính. Cũng học tập ở Bắc Giang thì Thành phố Hồ Chí Minh và Long An phối hợp với nhau về quản lý công nhân di chuyển hàng ngày, đã phối hợp và đã xác định từng chuyến xe công nhân đi về là có đánh số thứ tự từng ghế ngồi, nhân dân kiểm tra rất chặt. Cái thứ hai là trong doanh nghiệp chúng tôi cũng yêu cầu cái áp lực về cách ly rất là lớn, cho nên yêu cầu các doanh nghiệp xây dựng kịch bản nếu có trường hợp xảy ra ca F0 trong các khu cụm công nghiệp thì phải có phương án là cách ly tại khu cụm. Về vấn đề vaccine phòng COVID-19, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa đề nghị sớm phân bổ vaccine cho Long An để tiêm cho các đối tượng theo quy định và đặc biệt là lực lượng công nhân lao động trong các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, nhiều các bệnh xảy ra trong khu cụm công nghiệp ảnh hưởng lớn đến chuỗi sản xuất. Trước tình hình đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị các địa phương phải chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các khu công nghiệp, nhà máy xí nghiệp phải thực hiện nghiêm ngặt 5K đối với cá nhân, thường xuyên kiểm tra đánh giá cập nhật lên bản đồ an toàn COVID. Nếu không an toàn thì dừng hoạt động để chấn chỉnh, định kỳ thực hiện việc sàng lọc COVID đối với người lao động, đảm bảo sản xuất không bị ngưng trệ do dịch COVID-19.